Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 14 tháng 8. Tổng thống Putin chỉ rõ ý đồ của Ukraine khi tấn công Kursk. Tổng thống Nga Putin đã yêu cầu các nhà chức trách tại khu vực biên giới của Nga phải chuẩn bị cho khả năng quân đội Ukraine mở rộng cuộc đột kích ra ngoài khu vực Kursk. Phát biểu trong cuộc họp với thống đốc các khu vực biên giới, ông Putin nêu rõ ràng đối phương đang tiếp tục cố gắng làm mất ổn định tình hình tại khu vực biên giới để gây bất ổn tình hình chính trị trong nước ở Nga. Có vẻ như đối phương đang nhắm đến việc củng cố vị thế đàm phán của họ trong tương lai. Cuối cùng, một mục tiêu rõ ràng khác của họ là tạo ra sự bất hòa và chia rẽ trong xã hội của chúng ta, gieo rắc nỗi sợ hãi, làm suy yếu sự thống nhất và gắn kết của người dân Nga. Họ muốn phá vỡ tình hình chính trị trong nội bộ nước Nga. Ông Putin nói thêm, Ukraine không báo trước với phương Tây về chiến dịch đột kích Kursk. Phó phát ngôn viên của chính phủ Đức Wolfgang Berner cho biết, Ukraine đã giữ bí mật về kế hoạch tấn công qua biên giới vào tỉnh Kursk của Nga và trong số các nước phương Tây ủng hộ Kiev, không ai được báo trước về kế hoạch này. Có nhiều thông tin trái ngược và đôi khi bị bóp méo một cách cố ý về chiến dịch này. Nó đã được chuẩn bị trong bí mật, ông Berner cho biết tại một cuộc họp báo. Đồng thời, Berlin khẳng định sẽ liên lạc chặt chẽ với tất cả các đối tác, bao gồm cả chính phủ Ukraine, liên quan đến cuộc tấn công vào tỉnh Kursk của Nga. Phản ứng của Ukraine khi Nga đe dọa đáp trả cứng rắn vụ tấn công vào Kursk. Ukraine đang chuẩn bị cho phản ứng lớn của Nga khi các lực lượng của Kiev tiến sâu vào khu vực Kursk, mặc dù chưa rõ biện pháp đáp trả này là gì. Nga sẽ cảm thấy nhu cầu cần đưa ra biện pháp cứng rắn, một cái gì đó to lớn để cho thế giới thấy rằng nước này có quyền lực lớn và một cuộc tấn công vào Kursk như vậy sẽ không thể không bị trừng phạt. Một nguồn tin quốc phòng cấp cao của Ukraine nhận định. Thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi phi công NATO đến Ukraine lái F-16. Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham kêu gọi các phi công phương Tây đến Ukraine và chiến đấu vì tự do cho đến khi Kiev có thể đào tạo đủ phi công lái máy bay chiến đấu F-16. Nếu bạn là một phi công F-16 đã nghỉ hưu và muốn chiến đấu vì tự do, họ, Ukraine, sẽ thuê bạn ở đây. Họ đang tìm kiếm khắp các quốc gia NATO để tìm kiếm phi công chiến đấu đã nghỉ hưu, sẵn sàng đến giúp họ cho đến khi họ có thể đào tạo đủ phi công. Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham kêu gọi trong một cuộc họp báo ở Kiev ngày 12 tháng 8. Ba kịch bản đối với Ukraine sau khi xâm nhập lãnh thổ Nga. Hiện có rất nhiều suy đoán về ý định của Ukraine khi thực hiện cuộc tấn công vào Kursk. Trong khi đó, cựu tướng quân đội Australia, ông Mick Ryan, đã đưa ra ba kịch bản về cuộc đột kích của Ukraine. Kịch bản thứ nhất, Ukraine có thể củng cố những khu vực mà họ đã giành quyền kiểm soát ở biên giới Nga và bảo vệ các khu vực đó cho đến khi cuộc đàm phán hòa bình diễn ra. Tuy nhiên, đây sẽ là lựa chọn rủi ro nhất. Ukraine có khả năng mất số lượng lớn lực lượng mà họ khó có thể bù đắp được. Kịch bản thứ hai là Ukraine sẽ rút lui khỏi một phần lãnh thổ mà họ đang kiểm soát và chuyển đến khu vực có khả năng phòng thủ tốt hơn. Điều này sẽ đảm bảo Ukraine có thể tái phân bổ binh lực ở những nơi khác, chẳng hạn như phòng thủ ở khu vực Donbass hoặc duy trì khả năng tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới vào Nga trong tương lai. Kịch bản này sẽ giúp Ukraine giảm thiểu nguy cơ mất lực lượng chiến đấu chủ chốt. Kịch bản thứ ba là Ukraine có thể rút hoàn toàn khỏi vùng biên giới Nga. Điều này giúp tối đa hóa lợi ích chính trị và chiến lược của cuộc tấn công, đồng thời giúp Kiev bảo toàn được lực lượng chiến đấu giàu kinh nghiệm vốn cần thiết trong tương lai. Mick Ryan lưu ý, điều này sẽ giúp Ukraine gửi thông điệp tới Nga rằng Ukraine có thể xâm nhập và gây tổn hại cho Nga, nhưng Kiev không muốn chiếm đóng lãnh thổ của láng giềng. Anh không cho phép Ukraine sử dụng Storm Shadow ở Kursk. Kiev đã sử dụng tên lửa Storm Shadow để tấn công các vị trí của Nga tại các vùng lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát, trong đó có bán đảo Crimea. Tuy nhiên, chính quyền Nga không cho phép Kiev sử dụng tên lửa Storm Shadow ở Kursk. Nửa đầu tháng 5, chính phủ Anh xác nhận nước này đang cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow. Đây là tên lửa tầm xa nhất mà phương Tây chuyển giao cho Kiev kể từ khi xung đột nổ ra. Một số phương tiện truyền thông đưa tin, việc cung cấp tên lửa này đi kèm với cam kết của Ukraine sẽ không sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga. Nga dồn dập điều quân tiếp viện, Ukraine khó tiến sâu vào biên giới. Các lực lượng Ukraine đang tìm cách tiến sâu hơn vào khu vực Kursk của Nga, nhưng phải đối mặt với sự kháng cự mạnh mẽ từ Moscow. Động thái này diễn ra hơn một tuần sau khi Ukraine tiến hành cuộc đột kích lớn chưa từng có vào lãnh thổ Nga. Một số nhà quan sát tin rằng để đạt được các mục tiêu của mình, Ukraine không cần tiến công quá sâu vào lãnh thổ Nga.
Ukraine càng tiến xa thì rủi ro các lực lượng của họ bị cắt đứt tuyến tiếp tế càng lớn. Ukraine không thể tiếp tục chiến đấu theo cách giống như nước này từng làm trong 2 năm qua. Kiev không có đủ nhân lực và kho vũ khí để làm như vậy. Bà Spindel, một chuyên gia về chính sách an ninh và đối ngoại, nhận định. Ukraine tuyên bố sẽ ngừng tấn công vào Kursk với một điều kiện. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết Nga càng sớm nhất trí đàm phán hòa bình thì các cuộc đột kích xuyên biên giới của Ukraine vào lãnh thổ nước này càng sớm dừng lại. Ý định này được đưa ra hơn một tuần sau khi lực lượng vũ trang Ukraine tiến hành cuộc đột kích vào khu vực Kursk của Nga. Heori Tikhi, người phát ngôn về các vấn đề quốc tế của Ukraine ngày 13 tháng 8 cho biết Ukraine không quan tâm đến việc chiếm lãnh thổ ở Kursk. Chúng tôi muốn bảo vệ tính mạng cho người dân của mình.